cho chơi Aqua Tank, tính năng của Aqua NFT stacking các giao thức đặt cược NFT, chẳng hạn như Iceland có thể giúp tạo ra các API cao hơn bình thường. Trò chơi xe tăng Aqua là một trò chơi thẻ bài và chiến lược chơi theo lượt. Mã thông báo của bên thứ ba như Fit có thể được sử dụng qua để mua Aqua thương trường. Người dùng có thể sử dụng thương trường ở chỗ thị trường trực tuyến để giao dịch vừa của họ quản trị. Vì nếu có mô hình quản trị nhiều lớp để bảo đảm phân cấp hoàn toàn đánh cược, chương trình nhóm đặt cược của bẻ Aqua để kiếm API phần trăm cao. Bản đồ đường đi, nhóm của chúng tôi bao gồm các chuyên gia đầy nhiệt huyết, những người xuất sắc trong chuyên môn của họ trên đỉnh này. Nền tảng của tinh thần đồng đội và niềm đam mê, chúng tôi sẽ mang lại kết quả dự án xuất sắc. Quý 1 2022 phát triển ý tưởng, tính khả thi của trò chơi, nghiên cứu phát triển các thành viên trong nhóm nội trú, thiết kế và phát triển NFT. Quý 2 2022 phát hành tài liệu giai đoạn phát triển trò chơi đầu tiên, thử nghiệm beta giai đoạn 1, thử nghiệm tính năng trò chơi, đối tác chiến lược, phần thưởng airdrop, tích hợp phần thưởng. Quý 3 2022 mở rộng đội ngũ, thiết lập ứng dụng di động, chính sách CAX, thử nghiệm giai đoạn beta, minh thức NFT, tiền thưởng NFT trong trò chơi, ứng dụng máy tính để bàn, phần thưởng airdrop, tích hợp phần thưởng. Quý 4 năm 2022 tích tài liệu phát hành du lịch, kế hoạch tiếp thị trước, phân phối phần thưởng tiền thưởng, liên kết NGO, phần thưởng airdrop, cạnh tranh trong trò chơi, giới thiệu được thiết kế và phát triển bởi ATA Studio. Aqua Tank là giao thức đặt cược phần mềm đặt phần thưởng thời gian sống của Strategy NFT, đồng thời phát triển như nền tảng cộng đồng công nghệ NFT in Metaverse. NFT này có mô hình độc quyền và thay đổi trò chơi trên BSC thay chế độ thu nhập tự động để dự kiếm tiền, không giống như bất cứ trò chơi blockchain nào khác. Trong GameFi, Aqua Tank là người tiên phong trong việc giới thiệu sinh thái biển với blockchain BSC. Trò chơi blockchain dựa trên Metaverse cung cấp nhiều tiện ích cho người chơi như một người toàn diện liên tục, bao gồm mọi lĩnh vực giải trí và kiếm tiền. Mô hình How to Earn của giao thức này bao gồm tất cả các diện tích NFT, do đó tạo ra một môi trường game cạnh tranh nơi người phù hợp nhất sẽ chiến thắng. Aquatank.io có các trường hợp sử dụng toàn diện để tạo cơ sở người dùng rộng rãi hơn. Sự kết hợp của các tính năng này khen ngợi lẫn nhau theo một cách đồng hóa nổi bật, giúp tổng thể hóa dự án trong khi vẫn giữ tính cá nhân riêng của nó. NFT stacking, các giao thức NFT stacking được gọi là Iceland, có thể giúp bạn tạo ra API cao hơn bình thường. Trò chơi xe tăng Aqua là một trò chơi thẻ bài chiến lược được chơi theo một đợt. Mã thông qua báo của bên thứ ba, mã thông báo bên thứ ba như Fit có thể được sử dụng để mua Aqua thị trường, người chơi có thể sử dụng thị trường ngoài chỗ thị trường trực tuyến để giao dịch được của họ quản trị. Bể nước có mô hình quản trị đa lớp để đảm bảo phân cấp hoàn toàn đặt cược, binh trên nhiều hồ đặt cược của bể Aqua để kiếm phần trăm API cao. Làm thế nào để nó thực sự làm việc? Một giao thứ ba đơn giản mang lại phần thưởng cho bạn suốt đời thông qua một cơ chế sáng tạo được gọi là đồng hồ. Bước 1, mua mã thông báo Aqua từ Fair Launch của nó hoặc PancakeSwap sau khi bắt đầu hoạt động ở đó. Bước 2, tạo Mint Islands NFT dựa trên các tiêu chí để biết thêm chi tiết nhất chuột. Bước 3, Mint Marine Pets NFT để biết thêm chi tiết nhất vào. Bước 4, trong suốt phần đời còn lại của bạn, hãy thu thập phần thưởng năng suất cao bằng các mã thông báo qua do đồng hồ của bạn tạo ra. Marine Pet là một cơ chế phần thưởng sáng tạo và mạnh mẽ, làm nền tảng cho các giao thức Aqua Tank IO. Đồng thời, cái đồng hồ là công cụ cho phép bạn tạo ra phần thưởng timeline năng suất cao trong khi bạn vẫn đảm bảo sự phát triển lâu dài của mã thông báo. Điều này có nghĩa là phần thưởng gấp đôi cho bạn khi giá trị phần thưởng tăng song song với sự gia tăng của giá trị của Aqua Token. Nói cách khác, bạn sẽ được hưởng lợi từ The Aqua thông qua giao thức kiểm toán an toàn. Aqua Tank được kiểm toán kỹ lưỡng bởi một trong những công ty kiểm toán hàng đầu. Dựa trên kết quả tính toán của chúng tôi có thể đảm bảo người dùng của chúng tôi tin tưởng về tính bảo mật của tiền của họ với Aqua Tank.io, không tính thêm phí, không giống như các giao thức phi tập trung khác tính phí giao dịch đặc biệt cao. Chúng không tính phí nhiều lần cho những người dùng có giá trị của mình.